Lớp này hôm nay lớp mình sẽ học cái bài rất là nhiều bạn yêu cầu, rất nhiều người yêu thích, đề tài miền Tây và thể loại dân ca. Chúng ta sẽ học bài mang tên Em Gái Miền Tây, và bài này chúng ta sẽ chơi điệu rumba các bạn, tempo 8/2 ha. Các bạn có thể chơi xì lù xòa cũng được, nhưng nó không hay bằng đâu. Rồi những tiếng thì các bạn dùng tiếng dân ca ha, nhưng mà đặc biệt ở đây thì các bạn cần cho mình cái tiếng sáo và tiếng đàn kèm để làm cái nền nó cho nó hay, nó phù hợp với cái bài tiếp xếp. Rồi bây giờ chúng ta vào bài luôn. Tông bài này là thứ chúng ta sẽ học trên tông la thứ trực tiếp luôn ha, không chỉ trên bóc gì cả. Rồi bây giờ các bạn nghe intro nè. Phần intro á, thì nó có dàn setup, nhưng phần dàn setup thì mình không dùng được. Bây giờ mình cứ làm trên nhịp chính đi, cho các bạn dễ 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 thực hiện hơn. Bây giờ tiếng đàn đó là tiếng phần chúng ta sẽ sử dụng tiếng đàn kèm để đàn cái giai điệu này ha. À, cái nốt đầu tiên, nốt là, nó sẽ trùng với ngay phát mạch luôn các bạn. À, đó chúng ta bỏ la thứ, la do fa mi, mi fa mi do re, mi là do re, mi fa mi do re. Cái nốt re đó chúng ta bỏ re trưởng. Rồi mi si re si, cái nốt mi đầu tiên chúng ta sẽ bỏ mi bảy, si re si, mi fa mi re do la. Ngay chỗ này chúng ta bỏ hợp thành la thứ do re do la, ok ha. Rồi cuối cái câu này, tiếng đàn kèm này các bạn chú ý nó không phải về phách mạnh mà nó nằm ở trước cái phách 3, tức là giữa phách 2, 3 đó. Để các bạn nghe nè. Nó nằm ngay trước cái phách 3. Rồi, các bạn chú ý nè, ở đây chúng ta có hợp âm rê trưởng. Rê trưởng thì các bạn có thể bấm là rê pha thăng nè. À, là re pha thăng vị trí ngón, không thì chúng ta có thể là bấm ở bên phía bên đây luôn các bạn, đó là nút re pha thăng la. Rồi chúng ta bấm bên đây là như nốt cho vị trí này ha. Rồi hợp âm re trưởng, rồi những hợp âm lại chúng ta biết rồi. Rồi chúng mình bây giờ chúng ta sẽ vào bài luôn. Rồi ở đây có một thêm hợp mi 7, mi thứ. À, cái mi thứ thì thường thường mi 7 thì các bạn bấm dày sơ thang si re mi, còn các bạn bấm gấp thì chúng ta có thể bấm là mi sơ thang si re nè. À, mi sơ thang si re thì mi thứ thì các bạn chỉ cần bấm mi son si đã ra tông mi thứ. À, vậy hai cái hợp âm thêm. Rồi bây giờ làm lại cái phần intro nè, tiếng đàn kèm nha. Đây là xong cái phần tiếng đàn kèm. Rồi sau đó chúng ta sẽ thay đổi của tiếng sáo, vừa dứt là chúng ta thay đổi liền luôn ha. Để các bạn làm sao cái tiếng sáo nó cho là la đô la son, thì nó nằm ngay phách mạnh ha, cái nút son đó, la đô la son, la đô re mi la fa la mi đô la đô re mi son re mi mi si si mi re si si re si la son mi mi la mi la si si re mi fa mi re đô la đô fa mi fa mi re đô la. Rồi các bạn chú ý nè, cái phần dàn á, do fa mi mi fa mi re do la la, thì cái phần này chúng ta sẽ sử dụng thay đổi qua tiếng đàn kèm để dàn phần này ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm lại cái phần tiếng sáo nha. Tiếng sáo la do la son á. À, la do la son, la do re mi la do la son, bỏ đôi trường cho đó, la do la son, la do re mi la thứ trên này. Rồi, tiếp tục fa la mi đô la đô re mi son re mi, chỗ này bỏ đôi trưởng. Rồi mi si si mi re si, mi thứ chỗ này si re si la son son trưởng, mi la si, mi bảy chỗ này si re mi fa mi re đô la fa thăng fa mi re đô la thứ chỗ này, xong đổi qua tiếng kìm trở lại đô fa mi mi fa mi re do la. Ngay chỗ vị trí nút la này nó nằm ngay phách mạnh này, các bạn muốn dặn thêm cái phần la nữa thì cũng được, ok ha. Rồi bây giờ tôi làm intro bằng tiếng sáo, la do la son mi son re mi mi si si mi re si
sai tóp thêm bằng đó được, không thôi thì mi fa mi mi đô la cũng được rồi ha. À rồi bây giờ chúng ta sẽ làm lại cái phần intro từ đầu tới cuối luôn ha. Bắt đầu ha. Intro đừng thấy là nó dễ, nó ná, nó giống trong giai điệu trong bài một xíu, các bạn sẽ học thì tới. Dạ, bây giờ thì tới đoạn A ha. Rồi, chúng ta sẽ nhìn bên trên màn hình có nốt luôn ha, rồi mình sẽ vừa đọc được thôi. La đô la đô la đô la đô 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 son 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 đô la đô la đô đô trưởng đô đô son 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 đô la đô la, cái chỗ cái đô la sao nó luyến. À, bỏ la thứ cho đó ha. Rồi, tiếp tục. Fa la đô la, fa la mi đô la la mi son re mi. Đô trưởng chỗ này. Mi si re mi re si. Mi thứ chỗ này. Si re si la son. Son trưởng chỗ này. Si la son. La đô 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 re mi. La đô 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 re mi. Ở mi 7 chỗ này. Các bạn nhìn vị trí nốt trên đây ha. Rồi, làm lại. Bây giờ chúng ta sẽ đàn giai điệu của đoạn A. La đô la đô đô son 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 đô la. Fa la mi đô la 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 mi son re mi. Mi si re mi re si si re si fa si la son. Si re si la son. La đô 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 re mi. Rồi, xong đoạn A, lặp lại đoạn A ha. La đô la đô 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 son 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 đô la. À, cái phần đô la thì các bạn luyến cũng được, không thì chúng ta gọi trên đàn nốt la đô la cũng được, cái đó phần luyến giai điệu ha. Lại nè. La đô la đô 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 son 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 đô la đô la. Fa la mi đô la 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 mi son re mi. Mi si re mi re si si re si re si la son. Si re si la son la đô 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 re mi. Rồi xong qua đoạn B giống y chang đoạn A nhưng nó sẽ khác cái câu cuối, đó là si re si la son la đô 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 re mi, mình sẽ thay đà thay vào là mi la si. Mi 7 chỗ này. Si re mi mi đô la. Si re mi mi ra gì mi đô la. Rồi đoạn B chúng ta sẽ có giai điệu như sau. La đô la. Vậy là xong đoạn B và chúng ta sẽ qua được khúc luôn ha. Giai điệu luôn. Mi đô la la đô la pha răng mi la la đô la đô re đi trưởng re đô re mi la pha mi pha răng là thứ cho này. Mi mi si son trưởng. Mi đô la là thứ.
tiếp tục. La la đô la mi rê rê trưởng, rê đô rê rê mi đô la là thứ, si si rê si la son mi thứ, la đô mi mi la đô đô. Tiếp tục giống như phần trên luôn. Là gì? La la đô la mi rê rê đô rê rê mi đô la, si si rê si la son. Cái chỗ này chúng ta bỏ mi bảy, nó khác trên kia mi thứ, tại vì mi bảy nên chúng ta về chủ đó. La đô mi rê mi son la. Rồi. Rồi, làm đoạn điệp khúc mi đô la. Điệp khúc ha. Rồi bây giờ chúng ta phải đi vào cái phần điểm hát. Điểm hát bài này, điểm hát thì bài này mình dùng cái tiếng đừng tiếng sáo và cái tiếng tiếng đừng kèm. Chúng ta dứt câu á, chúng ta sẽ lót những câu mà na ná với cái bài đơn giản thôi, mình làm đơn giản thôi, không có cần gì rườm ra đó ha. Giờ là ví dụ đi. À, sau khi giờ intro ha, cho khi mình intro đi ha. Xa cách lâu rồi về miền Tây, bao nhiêu niềm nhớ. Áo trắng bây giờ còn thẹn thùng mất bướm cùng anh. Miền Tây má đỏ tóc quê em gái, quê sớm chưa trên đồng. Nàng lá nghiêng nghiêng quay, sao thấy đường mà nàng. Rồi, cái phần đầu thì chúng ta không làm gì cả, phần đầu chúng ta bỏ hôm âm cho đúng là được rồi ha. Rồi chúng ta sẽ vào phần hòa đồng B. À, cái phần mà sao thấy được mà nàng đây. Và chúng ta sẽ dùng một cái phần hiệu dàn xe tóc một cái nè. Rồi, chúng ta qua cái đồng B. Sông nướng cua chèo xuồng miền Tây mênh mông lạc nương. Rồi. Dứt câu đó. Sông nướng cua chèo về miền Tây bên mông làng nương. Con gái đưa đò đem sang người chiếc áo bà vàng. Ba, mi la fa mi re mi chiếc áo bà ba. Mi la fa mi re mi. Con gái đưa đò đem sang người chiếc áo bà vàng. Rồi léo hả đi em gái ơi giúp anh qua đò. Có nghĩa là trong quá trình mình lót câu thì người ta cứ hát câu tiếp theo thì không sao các bạn, mình cứ cái phần của mình thì mình cứ giữ đi ha, người ta hát tiếp theo ha. Rồi lại ha. Sông nướng cua chèo về miền Tây mong làng nương. Con gái đưa đò đem rằng người chiếc áo bà ba. Xe lắc lẹo khó đi em gái ơi giúp anh qua đò. Nhằn cho cuồng tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. Tăng 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 tăng. Lùng bình trôi. Rồi, phần này chúng ta có thể lấy tiếng string về phần nguyên thần điệp khúc luôn ha. À, không thì chúng ta có thể lấy phần tiếng sáo thì chú vút theo. Lùng bình trôi đến nơi phương trời. Hay là dòng sông đưa phù sa một kiếm long đồng. Nãy giờ khi hát cái giai điệu như thế nào, chúng các bạn cứ lỡ câu na ná đi điệu như thế này, thế đấy có thể thêm thắt nốt bớt nốt ra làm cho cái giai điệu nó giòn giả tí xíu. À, tiếp tục luôn ha.
Tuyệt tình quay về bên sông, mong người em ru mấy câu hò. Ai buông tính ta tan tình, người tha thương đang buồn cũng đều quán thương. Với câu trẻ lắc léo năm nào, em ơi nhớ em lâu rồi, anh trở về lại quê hương. Thì khá là dễ ha, là chúng ta đã có bạn gái miền Tây rồi, rất là dễ, không có khó đâu. Rồi lớp cố gắng tập luyện ha. Cái phần lớp câu này thì cái phần mình lớp mình đã học quá nhiều rồi ha các bạn, cách na ná vậy thôi, để các bạn áp dụng vào thôi. Rồi rồi quan trọng là cái phần intro. Rồi bây giờ cái phần gian tấu. Gian tấu thì các bạn làm theo là cái phần giống intro, nhưng mà chúng ta bỏ phần kìm rồi phần đầu đi, chúng ta sẽ vào rồi. Đó là rồi lá luôn, phần đầu một thứ sáu trở lên luôn. Rồi kết ao cái bài này thì chúng ta lấy cái phần đó, cái phần mà cái phần intro á, rồi chúng ta sẽ kết kết thêm lại một lần nữa cái phần đem cái phần intro làm để kết out cũng được, không thì các bạn có thể nhỏ 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 dần là ok rồi. Vậy là phần kết out ha. Rồi vậy chúng ta kết thúc cái bài Em gái miền Tây ở đây là hay rồi. Bye bye cả lớp ha. Mọi thắc mắc các bạn có thể gửi cho Trần Khánh qua số điện thoại là 0122 621 62, và đừng quên là đăng ký kênh để theo dõi những clip hướng dẫn tiếp theo của Trần Khánh Lũ Sư. Bye bye cả lớp nha, chúc sức khỏe tất cả.